Anh em có muốn xem tiếp một cái demo nữa không? Hôm nay tôi có tận hai cái demo cơ. Có một demo hôm qua tôi mới lấy. Còn một demo nữa của Sikander. Một demo của Sikander cho anh em luôn. Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không thêm vào mấy cái đoạn meme hay là chửi chửi của thằng Sikander nhé. Mà tôi sẽ chỉ lấy suộc là trận đấu của nó trong Combat League thôi. Một trận đấu mà tôi nghĩ là mấy anh em thích Sub-Zero có thể xem. Thế nào? Bây giờ thì có tí anh Liêm nhỉ. Anh Liêm lại còn Sikander nữa thì còn content quá uy tín gì nữa. Nào, quên tắt tiếng nhạc nhá. Mở demo. Chờ tí load hello anh em. Suộc này toàn suộc. Lấy cho con Battle League về. Đây rồi. Tôi vừa vào đã có cái BF4 rồi mong phật. Tôi nghĩ là tôi nên chuyển vị trí của hai ông này á. Tôi nên chuyển vị trí của tên của hai ông này trong một lúc á. Luôn này. Setup Quan Chi như vậy khi Quan Chi ra nét khỏe nhờ, nhưng mà tôi thích vẫn thích Serena hơn. Ôi rồi, wake up và invi luôn. Wake up và làm ngay cái invi. Hả? Không, một tình huống game beta. Gọi ra led ra này. Bắn. Ây. Ôi. Vâng, một tình huống lỗi game beta. Nếu anh em không biết thì đấy là một cái bug rất là ngố ngẩn đến từ Sub-Zero. Sub-Zero thì anh em biết rồi. Ông trùm của những loại bug. Bug chìm hẳn mọi người. Đây rồi. Cái hai thằng Chameleon. Ui. Đây rồi. Starker F1 Sub-Zero cơ bản thôi. Nào bật cổng cam lên này. Ây. Một cú trời độn thổ trượt. Cú trời sập trượt. Đây rồi, mix up. Đẩy ra. Một lâu đài tình ái. Bật cổng cam lên. Ôi. Cái cổng nó che được cái Ice Ball. Ôi giời. Đi một slide. Bơn hẳn vào 3. Ui, standing 4 gọi lâu đài. Ra lẹt. Standing 4 làm gì? Đấm ra nẹt. Đuổi ra nẹt đi không được. Ôi, con ra nẹt nó lướt đi cho buồn cười. Ây. Mix up. Rồi, gọi cổng thành là cây rồi. Thôi, xong rồi. Mất break đến từ 6. Ôi không. Không được rồi. Chết được không? Tôi nghĩ là có. Vào luôn cho Roger này. Một khi đã đấm trúng cả cameo rồi đám sẽ to hơn. Anh em cứ yên tâm. Ây, mix up. Set up cộng. Cổng cam này. Stand demo slide nhưng mà nó vẫn hiệu quả. Ôi giời. Một tình huống delay wake up chính xác. Ây. Slide. Ây. Grab. Zone. Gọi ra net ra. Tiếp này. Băng. Slide. Float. Đây rồi. Ây. Brutality. Đấy, và đó là game đầu tiên anh em nhá. Đấy là game đầu tiên. Game thứ hai thì đợi một xíu, nó sẽ đến cho anh em thôi. Các bạn thằng Six nó cũng phải làm content các thứ mà, nên là em cũng không lạ nếu mà nó suốt ngày ngồi chơi MK. À, và công nhận nó nghiện thật. Nó nghiện thật. Thực ra thì xin lỗi anh em, tôi cũng thế. Tôi cũng đang rơi vào vòng xoáy không khác gì. Tôi chửi thôi, nhưng mà tôi vẫn chơi game. Buồn lắm. Chửi, nhưng mà game thì vẫn chơi. Nào, để luôn trận tiếp theo nào. Tôi đi Omega.
Ây, ây. Tui stand. Ây, ây. Ây, ây, ra net. Stand đi 4. À không, cái bắn BF. DB1. À. Vâng, lại là D1 slide nhưng mà cái cổng lại che rồi. Cái cổng cứ keng keng là chúng ta hiểu thì xảy ra rồi. Set up cổng. Ây. Cổng ấy cứu. Cổng cứu rồi. Một phát cổng cứu. Bật luôn thêm mấy cổng nữa. Zone. Đây rồi. Bài luôn, gọi zone ra net cho nó cẩn thận này. Một round the brother. Xanh lá, tím, bắn. Tiếp. Thứ 4. Sút. Cổng tím. Zone tiếp. Ây 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 ây. Ây ây. Này thì B2 cho tôi. Anh em có thấy cái B2 của Sub-Zero nó chậm thế nào chứ? Back grab. Nào. Nào 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 nào. Ây ây, mix up. Định mix B3 đấy nhưng mà ây à. Cái cổng xanh là cây vừa cứu Rother. Rother. Ôi shit. Ây ây ây. Ây 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 ây. Đấy cũng là một kiểu combo với Quan Chi đấy anh em. Rồi chốt luôn ngay vào cái phê độc lâu rồi. À, có sửa gọn đối phương không thì chúng ta phải chờ. Có, thủ đạp. Vẫn cứ là đủ đam. Đây, đây. B2 slide. Ây, 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 ây. Ây, 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 ây. Grab. Đây rồi. Nhưng mà không có Chameleon. Ôi, standing 4. Chỉ cần Ice Clone là sẽ có ngay con standing 4 từ Quan Chi vào mặt. Cố gắng dùng cọc tím. Ôi, D2 không tới. À, delay. Delay hay đến từ Rotter. Có một Quan Chi gọi công cổng cam ra đây. Nhưng mà ui, ui, không được rồi. Có chốt không? Quý à mà. Ý. Phà phà. Quật đã bật cổng xanh lá cây ra nhưng mà làm cái gì đây? Mix up đi rồi. Mix up. Không có một tình huống 2-1 slide nào đến từ Six. Bấm full swing luôn. 2-0. Đó là 2-0. Đó là 2-0. Đó là 2-0 tất cả anh em. Đấy, vừa rồi thì tôi mang đến cho anh em hai cái demo. Một demo của testing Minh Mỡ. Một demo của Six Six Candor. Anh em thấy hai cái demo đấy như nào? Hoặc là thi thoảng tôi cũng sẽ cố gắng tôi thu thập những cái demo hay ho để tôi cầm vào cho anh em, mang đến cho anh em những cái gameplay của những pro player.